Lễ tưởng niệm lần thứ 11 Cố Hòa Thượng Giác Thường Viên Tịch tại tỉnh Sáng Ngọc Hội. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại tỉnh Sáng Ngọc Hội, thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định, do Thượng tọa Giác Mạnh trụ trì, đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 11 năm ngày Cố Hòa Thượng Giác Thường Viên Tịch. Hòa Thượng Giác Thường nguyên giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Tri sự trưởng Giáo đoàn 2 hệ phái Khất Sĩ, trụ trì tỉnh Sáng Ngọc Đăng, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có Thượng tọa Giác Mạnh, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Hòa Nhơn, trụ trì tỉnh Sáng Ngọc Hội. Thượng tọa Giác Trực, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bình Định, trụ trì tỉnh Sáng Ngọc Nhơn. Thượng tọa Giác Châu, trụ trì tỉnh Sáng Ngọc Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi. Đại Đức Giác Phước, Phó Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bình Định, Phó Ban Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã An Nhơn, trụ trì tỉnh xã Ngọc Duyên, cùng Chư Tôn Đức Tăng và Phật tử đồng về tham dự. Cố Hòa Thượng Giác Thường, thế danh là Phạm Đỗ Văn Quân, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1940, Canh Thìn, tại thôn 3 Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Nhụ, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Nắng. Từ giai đoạn trước và sau năm 1960, đoàn du tăng khất sĩ từ miền Nam ra miền Trung hành đạo đến tỉnh Quảng Nam. Hình ảnh khất thực, hóa duyên và tham thiền của đoàn du tăng khất sĩ đã đánh thức chí nguyện xuất gia của Ngài trong nhiều đời, nên tín tâm của Ngài liền phát khởi. Từ đó, người học hỏi giáo pháp, thấm nhuần đạo lý, ngộ được sự vô thường của thế gian. Ngày 19 tháng 5 năm 1964, Ngài xin xuất gia theo đoàn du tăng khất sĩ tại tỉnh Sáng Ngọc Giáng, thành phố Đà Nẵng, được Đức Trưởng Lão, Tăng Chủ Giác Tánh thâu nhận, thế phát và ban pháp danh là Giác Thường. Hơn một năm tu tập, nhân lễ Vu Lan Tự Tứ năm 1965 tại tỉnh Sáng Ngọc Trang, thành phố Nha Trang, Ngài được giáo hội truyền cho 10 giới sa di và tứ y pháp. Sau khi thọ lãnh giới pháp, Ngài luôn tinh tấn nỗ lực tu tập và nghiêm trì giới luật. Khi túc duyên hội đủ, theo luật Phật chế và quy định của tăng già, Hòa Thượng được giáo hội truyền trao cụ túc giới vào ngày rằm tháng 7 âm lịch năm 1969 tại tỉnh Sáng Ngọc Hội, Bồng Sơn, Bình Định. Ngài an nhiên viên tịch vào lúc 19:45 ngày 16 tháng Giêng năm Canh Dần, nhằm ngày mùng 1 tháng 3 năm 2010, trụ thế 71 năm, hạ lạp 41 năm. Ngài viên tịch, giáo hội mất đi một vị tăng pháp lữ, giáo đoàn mất đi một cây đại thụ bóng mát, che chở cho hàng hậu học, môn đồ pháp quyến và cư sĩ Phật tử tại gia mất đi một vị thầy khả kính, nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa Thượng vẫn luôn sống mãi trong tâm tư và ký ức của tăng ni Phật tử.